Hàng trăm y bác sĩ, các điều dưỡng của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương không chỉ tiếp xúc mà công việc hàng ngày của họ là chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ, theo dõi từng diễn biến sức khỏe của các bệnh nhân COVID-19. Khi đại dịch còn chưa dừng lại thì áp lực công việc ngày một lớn, mọi việc gia đình đều được họ gác lại để chung tay với công cuộc chống dịch như chống giặc. Và để cuộc chiến này có thể giành được thắng lợi thì không thể không nói tới những hy sinh thầm lặng và bình dị của những chiến binh nơi tuyến đầu chống dịch. Nhà chỉ cách bệnh viện 5 phút đi bộ, nhưng những ngày này, cô điều dưỡng Trần Thị Toàn vẫn không thể về với con. Nỗi nhớ gói ghém vào trong, chiếc điện thoại thông minh trở thành sợi dây kết nối với chị và người thân. À, gấu con à, ơi mẹ đây, con nhớ mẹ không? Mẹ mua heo cao cổ á? Ừ, mẹ mua heo cao cổ cho con. Mua heo cao cổ hay mua gì nữa con? Cái gì vậy con? Hả? Mẹ. Em nhìn đâu con? À đây, em nhìn đây à? Ai? Xin chào. Xin chào. Xin chào nhìn con. Con nhỏ chỉ mới hơn 8 tháng tuổi. Nhưng đã gần một tháng qua, điều dưỡng Phạm Thị Hà đã phải xa nhà, xa con để có mặt nơi tuyến đầu chống dịch. Những cuộc gọi ngắn ngủi qua điện thoại như thế này cũng đã kéo dài nhiều ngày qua. Được nói chuyện với chồng, được nhìn thấy con, cả những lúc con còn thức hay khi con đã ngủ, luôn là những phút giây đầy cảm xúc. Từ cái đợt mà có dịch thì là ở lại viện. Thì ủi ngày một, ngày đầu, ngày thứ hai, thứ ba gọi là nhớ. Nhớ lắm chị ạ, khóc chảy cả nước mắt ấy. Cứ tối đêm là lại phải, bố nó phải bật gọi điện để nó nhìn thấy mẹ thì nó mới ngủ được, không nó không ngủ được. Tạm xa gia đình, phần lớn thời gian của các điều dưỡng ở khoa cấp cứu là để dành cho người bệnh. Từng hơi thở, nhịp tim, từng khẩu phần ăn, vệ sinh hàng ngày của họ luôn được quan tâm theo dõi. Những công việc nhìn có vẻ đơn giản nhưng tỉ mỉ và chi tiết, thái độ ân cần, sự đồng cảm với hoàn cảnh tình trạng của bệnh nhân cũng là một liều thuốc quý giá giúp công tác điều trị của các y bác sĩ hiệu quả hơn. Có rất nhiều đôi cặp vợ chồng vừa làm ở virus, vợ làm ở cấp cứu, chồng làm ở virus. Bạn bảo là, chị ơi, thế nếu mà hai vợ chồng em mà đều không may mắn thì như nào nhỉ? Và bạn không dám nói thẳng ra, bạn nói như thế thì mình nghe thế mình nạnh người luôn. Mình thấy chạnh lòng, mình bảo ừ nhỉ. Rồi đôi khi như các bạn ấy, như bây giờ ấy, các bạn ấy đứng ở một góc gọi điện về nhà, xong rơm rớm mắt thì chị đi qua, chị cũng phải, thật ra trong lòng chị rất là buồn. Có hôm chị nằm tối chị lên giường ngủ, tự nhiên chả làm gì hai hàng nước mắt cứ chảy ra, nhưng mà gặp các bạn như thế thì mình lại rất là vui và cười và hỏi đâu đâu cho bác xem nào. Thì các cháu cũng chỉ có câu bác ơi bao giờ mẹ cháu được về. Thật ra các bạn em nó ở đây thì nó cực kỳ là yêu nghề đấy. Chị cũng rất là quý và tôn trọng các bạn ý. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương là bệnh viện tuyến đầu điều trị các bệnh truyền nhiễm. Vì thế, làm việc tại đây, các y bác sĩ đã xác định được ngay từ đầu những khó khăn mà mình sẽ phải đối mặt. Khó khăn sẽ là nhiều hơn khi đại dịch vẫn đang diễn biến phức tạp, nhưng chưa ai dừng lại trong cuộc chiến với bệnh tật để bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Sẵn sàng hy sinh niềm riêng của bản thân để chăm lo cho sự sống của người bệnh đã trở thành lý tưởng sống của mỗi chiến sĩ áo trắng khi họ lựa chọn nghề cao quý này. Với họ, việc xa gia đình, tạm quên hạnh phúc cá nhân để lao đến tuyến đầu chống dịch. Nhưng với tôi, với các bạn, thì điều đó lại là những điều mà chúng ta đáng phải trân trọng.